tài qua chưa? Dạ chưa chị, xí nhân tài mới qua. Sao đi qua cái người đẹp đi vô rồi. À có bác sĩ Long nè, mở tư nè, quà khán giả cho. Đóng gói nè. Kể tùm lum là biết đâu của ai. Nói gì? Đi chậm đi, tới họ họ thì cái địa chỉ đi mà. Chờ nào còn món đẹp nữa. In kim u và lít đó, xài kem hoài đó. Ừ. Hoài nó hồng loan đó. Mọi người mà muốn đẹp như con thì xài phải mua ngay mỹ phẩm in kim u và lít nha cả nhà. Hôm nay là ngày đây nè, đang được trợ giá trên TikTok đó cả nhà ơi. Hôm nay 10 tháng 10 là mỹ phẩm hồng loan đang được trợ giá nha. Ồ, đi vô rồi. Bà bé Quỳnh Anh nè. Đi đâu rồi? Có được 2 phút rồi. Chuyện vui không chị luôn? Cho ta xôi á chị, cho ta xôi đúng không? Hả? Cho ta xôi được chưa? Để ta ngồi không buồn. Có chuyện cho ta xôi cái. Tao quay lúc kia coi có ai xôi không nha? Nó xôi kể lộn bây giờ, nó xôi là đánh lộn luôn á chị. Lắm rồi đó nè. Lắm dữ lắm rồi. Chừng ảnh không? Chị có ảnh gì đâu. Vậy nó đâu có quay xe đâu thấy không? Chủ đâu theo đó đó, đâu quay xe. Lúc kia không có quay xe nha. Rồi, nó hồi à. Nhá đường, trời mình như đánh da trời. Hồi kia này nha. Cái chị cô gái kia mang bầu rồi nè, ngồi ngay trước cửa. Phải không chị? Bà sủa ôm rồi mà tưởng cái gì. Mình nhìn xuống đâu thấy dài đâu. Bà nó sủa 2-3 lần mình đi xuống đi coi, ngồi bà ngồi trình hình trước cửa đó. Cái cửa làm cái gì? Bị gì cho nó tới giờ thắp nhang cho ba. Rồi xin giúp đỡ gì đó nó trời ơi em hơi như vậy trời. Cũng hết hồn sợ thôi em. Dạo này cũng thấy có nhiều người đến tìm chị lắm á. Có pha rối hay là làm sao của chị? Trời ơi. Ai cũng có cuộc sống riêng mà đi kiếm chuyện làm cái gì lắm không chị? Thấy con gái cũng tội nghiệp, không biết tự nhiên giữa bia tới rồi hết hồn. Nó kỳ thôi. Chị lo mà nay đi công chuyện có mấy cấp tới rồi.
mình giúp đỡ về mà có hầu vui sướng thì không kêu, mà hầu buồn lại kêu thì sao? Đúng không? Vì sao nữa? Mang bầu mà đến trước nhà người ta ngồi xuống đêm xin giúp đỡ gì hầu sướng có kêu không? Hầu sung sướng có kêu không? Khi mà khi cực khổ là kêu, đúng không mọi người? Hôm qua cũng có một bà tới, bà cô lớn lớn tuổi tới, chắc nói gì chị Hồng Loan chắc giúp đỡ vậy quá. Người ta cũng đâu có giàu có vậy đâu mà cứ đi. Anh thấy anh cười à? À chị không lo đi make up rồi mọi người. Dạ. Quỳnh Anh, sao nào buồn buồn cười á con? Cười đi. Để xe đi. Hả? Có rồi. Dạ không sao cô vô cô để xe đi, cô vô cô mua đồ đi. Quay người đẹp rồi. Nước suối. Nước suối mọi người ơi, nước suối uống á, chứ không phải bán hả? Suối uống. Lấy cái giò ra xịt. À, vị sĩ của chị Hồng Loan này mọi người. Vị sĩ. Cao cũng mấy bảy á. Chị tới chị mua yến rồi. Cao cũng mấy bảy á. Thôi mấy bảy á. Gái to con hay đã ha. Con ở chị mấy thằng chồng rồi nó. Cà chớn không? Ừ, giống như anh. Anh làm cái gì? Ai biết anh làm cái gì hỏi vợ chứ ai biết. Anh làm cái gì em bắt coi. Mấy cái mà đi nhìn gái vô mà đi. Nó giỡn thôi nha chị dâu ơi, chị có coi cái clip này chị đừng về để nhéo của tay anh ba miền nha. Tôi nghe bảo. Ông nhìn gái thôi, ông. Em có nhìn trai không? Em hả, có. Anh thấy trai quá trình không? Trai đẹp em mới nhìn. Ngồi thì phải.